em anh để ăn được cái trợ cấp vượt nhiều cục khâu quá. Thứ nhất là làm công ty khám xong công ty chấp nhận thôi, việc cuộc sống thì chấp nhận thôi, đâu được bệnh nghề nghiệp biết tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đấy, đéo biết làm gì sợ thương minh xã hội lại cao bằng nó đưa một phê duyệt đánh đổi mà mình có ăn nghề mà đi nếu mà để ăn được mà từng đấy là tự phải mất khá thì là một cái đầu cao phải nó là nhóc quăng mà nuôi cá sấu để cho ba cá sấu ăn. Thực ra anh Thanh thì thực ra cái đấy thì nó buốt chỉ lúc đấy là nó giảm cái sức nghe của tai chứ nó không chống được thì nó buốt rồi. Chéo bây giờ tao chịu đồ tao gõ cũng bị cả tai này. Đúng không? Nghe được. Đeo đúng tai. Đeo bông vào. Đeo mẹ cái tai nghe. Đeo đúng tai. Đeo càng nhiều tai nghe càng biết. Biết mấy thằng cứ nhảy theo tai nghe nghe hát. Anh đeo đúng tai không? Nghe mà nhéo đâu đi, thằng cái trưởng cứ về cái nghe tai nghe của nó bỏ ra tai này. Phải đeo bông tai, bông không có giá trị. Cái đấy nó bán ở bộ đấy. Thuốc phải không? Bông, bọn nhiều thuốc. Không phải rồi. Thế nhưng đợt trước bọn anh đi công ty xưởng đúc thì nó phát nhưng mà vứt đéo đâu. Nó là cái bọn mà bán bảo nghe. Bọn bán bảo nó đâu nhỉ? Anh ra mua nó như là một cái mềm mềm như cái lúc tai của điện thoại. Biết rồi. Anh nhét vào đấy. Nó có dây từ bên này sang bên này. Còn anh mà nhét tùng bông. Cái chống ồn đấy đặt trên mạng đầy, nó gửi về đến nơi. Đấy, chống ồn. Nút chống ồn đi. Đeo khó chịu. Không, lúc nào anh đó. Gõ thì anh đeo thôi. Không phải khác đeo, đeo thành quen mà. Anh đeo hồi xưa rồi cái mũ chụp đầu thì lúc đầu lặng đầu, đau đầu vẫn cứ xong độ thành quen. Không đeo đi cái đấy, đeo ồn nó đi đâu mà. Đi nó ấm, vì mùa đông thì nó ấm 12, nhưng là đeo thì gió. Thấy chưa? Thằng khác nó gõ bất thình lình. Mình gõ mình đã chủ động này. Không, lúc nào anh mà chui vào đấy này cứ đeo luôn. Không, chui vào một tay kiểu như nhiều lúc cái chôn nồi nó chưa gõ. Thì nhà lúc gõ kiểu bọn này mà kiểu như chui trong cái nồi đấy thì mẹ mà bong bong ngoài nhức thật.